Mới đây tại Hà Nội, Ban chỉ đạo dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ đã tổ chức phiên họp lần thứ hai. Phát biểu tại phiên họp, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ Công Thương bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, kết quả thực hiện năm thứ nhất đã cung cấp đầu vào quan trọng cho Bộ Công Thương trong việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030, đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến 2030 và sắp tới đây là chương trình hành động thực hiện chiến lược và đề án xây dựng, vận hành chương trình đổi mới và cạnh tranh để tài trợ cho các sáng kiến về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, xây dựng và củng cố hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu năng động. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện dự án cũng ghi nhận những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề về quy trình, thủ tục phê duyệt các hoạt động, thực hiện công tác giải ngân, công tác phối hợp giữa các bên đôi lúc còn chưa kịp thời, chặt chẽ. Đặc biệt, dịch COVID-19 đã gây ra khó khăn về di chuyển, một số hoạt động phải chuyển sang hình thức trực tuyến đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và công tác giải ngân của dự án.